Mặc dù đã có nhiều sự thay đổi trong ngành công nghiệp rượu bia hiện đại, nhưng những cơ sở sản xuất truyền thống vẫn được công nhận về giá trị, giữ vẫn được chỗ đứng và nổi lên như một nguồn tài nguyên du lịch mới. Một cơ sở sản xuất rượu ở vùng nông thôn thuộc huyện Quê San, tỉnh Bắc Trung Trong đã nhúm màu thời gian, nơi đây được mở cửa vào năm 1939. Thời kỳ thực dân Nhật Bản đô hộ bán đảo Hàn Quốc đã gìn giữ hương vị cổ truyền của thứ rượu gạo truyền thống Macaulay qua ba thế hệ. Cơ sở này hiện đang sắp sửa đăng ký để trở thành di sản văn hóa của địa phương. Sau một thời gian mất đi chỗ đứng, vì nhu cầu rượu gạo Macaulay giảm dần trên thị trường, giờ đây cơ sở sản xuất rượu truyền thống này đang thử thách một sự thay đổi mới. Tồn tại và đứng vững sau 90 năm lịch sử, giờ đây không chỉ sản xuất rượu gạo truyền thống, Cơ sở này còn đang tổ chức tour trải nghiệm cho khách du lịch. Tới đây, du khách sẽ có thể tìm hiểu về sự thay đổi của ngành công nghiệp sản xuất bia rượu, trải nghiệm quy trình nấu rượu, trực tiếp sản xuất và mang rượu do mình tạo ra về nhà. Chủ cơ sở chia sẻ đã quyết định tổ chức tour trải nghiệm này với niềm hy vọng sẽ có thêm nhiều người tiếp tục yêu thích rượu truyền thống và thúc đẩy tiêu dùng nông sản của Hàn Quốc. Một cơ sở sản xuất rượu vang khác nằm ở huyện Yongtong, tỉnh Bắc Chungcheong cũng đang thu hút sự quan tâm lớn của du khách. Nơi đây nổi tiếng với những sản phẩm rượu vang vị truyền thống của Hàn Quốc. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm quy trình thu hoạch nho và nấu rượu, thử rượu và thưởng thức các tiết mục biểu diễn chủ cơ sở này hy vọng khách tham quan sẽ có thể thưởng thức văn hóa rượu vang kết hợp giữa rượu vang với văn hóa nghệ thuật có thể nói những cơ sở chế biến rượu bia thứ đồ uống yêu thích của người dân vào những lúc vui cũng như khi buồn đang liên tiếp trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm của nhiều du khách